Xin chào anh em, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm một cái kèo free và nhận được 10 đô nhé. Thì khi anh em tham gia cái kèo này, anh em chỉ cần nhấp vào cái link mình để phần mô tả video và nó sẽ ra giao diện như này. Anh em điền tên username vào đây nhé. Username là tên viết liền không dấu, chữ thường viết liền không dấu này. Sau đó thì điền email và tiếp theo thì mình sẽ điền mật khẩu vào đây nhé. Sau đó thì điền lại mật khẩu quốc gia Việt Nam. Sau đó thì ấn khai ấp xong thì nó sẽ gửi một cái email về trong cái hộp thư của các bạn. Các bạn mở email ra xác minh tài khoản là xong nhé. Thì mình cũng nói qua một chút cho các bạn biết là cái kèo này thì nó là một cái dự án của Singapore và bây giờ nó là cái app ví điện tử nhé. Trong đó thì nó có rất nhiều chức năng, thì app nó sẽ mình sẽ có một cái đoạn video giới thiệu cái kèo này. Thì anh em tham gia free và nhận được 10 đô này, và cái chương trình của nó thì cũng sắp kết thúc rồi thì phải vài ngày nữa thôi. Tuy nhiên là dự án này thì nó đang ở giai đoạn đầu, nó chưa được liệt kê ở trên FA và trên video của em, thì sắp tới nó sẽ cập nhật đến bên đó. Thì khi anh em đăng ký tài khoản này xong thì anh em dùng thì chúng ta có thể vào nhóm Zalo, mình có thể dùng link để trong đó thì anh em vào đấy để tải. Sau khi làm xong thì bước tạo tài khoản này và vào email xác minh xong thì chúng ta sẽ tải về cái app này nhé. App của nó đây nhé mọi người. Đó, và chúng ta sẽ vào app này và nhấp vào cái dấu 3 gạch ngang ở đây và chúng ta sẽ nhìn thấy cái mục network, thì anh em sẽ nhấp vào đó để chúng ta copy đường link để chia sẻ. Thì cứ chuyển Z là được 5 đô cho mọi người. Chương trình thì chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc và anh em lưu ý là cái tiền thưởng thì khoảng 2 đến 3 ngày sau nó sẽ cập nhật trên ví. Anh em nào mà chưa thấy nhiều đô trên ví thì chúng ta sẽ chuyển ra inbox cho mình, sẽ chuyển cái tên username để chuyển mình thì sẽ gửi lên trên được xử lý nhé. Đó, thì cái kèo này là cũng rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần đăng ký tài khoản là được. Và tương lai thì cái app này nó cũng rất là hot đấy, thì bây giờ nó đang là cái giai đoạn sơ khai, chúng ta đi đầu chúng ta sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Và anh em nào mà làm về chia sẻ đường link thì sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Nên bây giờ thì các bạn sẽ xem cái phần giới thiệu về dự án này nhé. KYC và cài đặt mã Google 2FA để khi cô chú chị giao dịch thì đều phải xác nhận vào cái mã này. Tiếp theo các cái cổng thanh toán thì đều giúp cho cô chú anh chị có thể nạp rút nhanh, chuyển đổi nhanh chóng giữa các cặp tiền ở trong ví. Cái kế hoạch để mà phân phối đồng bot token như sau: người ta chia ra 20% dành cho việc lending. Thì khi cô chú tham gia vào dự án Bosswallet thì cô chú anh chị có thể gửi tiền 20% này thì người ta huy động hết 20% và người ta sẽ dừng và chuyển sang giai đoạn khác. Ở đây lending là một hình thức cho vay. Những trader như là nhà đầu tư sẽ cho sàn giao dịch Bosswallet vay một số tiền nhất định, tùy theo là cô chú ơi chị cho vay bao nhiêu, thế nhưng mà sẽ được trả lãi theo cam kết mà nhà phát triển người ta đã đưa ra. Còn 20% tiếp theo đó là 20% staking. Staking là một hành động gửi tiền và giữ cái đồng bot trong cái ví của mình. Và khi cô chú anh chị gửi đồng bot vào thì cái đồng bot đấy sẽ không được rút ra giao dịch trong khoảng thời gian mà cô chú anh chị gửi. Ví dụ như là mình sẽ chọn mức là 3 tháng này, 6 tháng này, 9 tháng này, hay 12 tháng. Thế thì cái phần lãi nó sẽ khác nhau tùy theo cái thời gian mà mình chọn. Thế nhưng mà khi mà cô chú anh chị thao tác gửi như thế này thì nhà phát triển cũng như là cộng đồng người ta sẽ giúp cho cái việc là trao đổi, tạo cái giá trị đồng bot nó tăng lên. Ví dụ như là trên thị trường mà đang giao dịch quá nhiều đồng bot thì cái việc tăng trưởng về giá trị nó sẽ không thể tăng lên nhanh được. Thế nhưng mà khi cô chú anh chị staking vào thì cái lượng trao đổi giao dịch nó sẽ ít đi, thì cái giá trị của đồng tiền nó sẽ được tăng lên, thì đồng nghĩa với việc là cô chú anh chị có được cái lãi kép. Một là cô chú anh chị gửi staking đã có phần trăm lợi nhuận rồi. Thứ hai nữa là khi cái đồng bot nó có tăng trưởng giá lên thì cô chú anh chị có thêm được cái khoản tăng về giá trị về tài sản nữa. Thì đấy chính là cái lợi thế của cái việc mà chúng ta tham gia vào chương trình staking. Thế vậy thì bây giờ cô chú anh chị làm nào để có được đồng bot để tham gia vào chương trình thứ hai? Thì đương nhiên là cô chú anh chị phải tham gia đầu tư ở giai đoạn 1 thì mình mới có được cái số bot nhiều, đúng không ạ? Khi mình có cái số bot lãi đấy ra rồi thì mình mới có để mình staking, mình mới có để tham gia giai đoạn 2 này. Và cái giai đoạn 2 này thì cô chú anh chị được tham gia là 20%. Tiếp theo đó là 20% dành cho hệ sinh thái. Thì nhà phát triển người ta đưa 20% lượng bot vào cái hệ sinh thái. Hệ sinh thái thì nó rất là đa dạng, có nhiều đồng coin thì họ áp dụng vào cái hệ sinh thái là sử dụng giao dịch ngân hàng, chơi game, casino hay là trao đổi thương mại hàng hóa. Thì với đồng bot của chúng ta thì cái giai đoạn mà hệ sinh thái thì nhà phát triển người ta chưa công bố về những cái hệ sinh thái cụ thể của họ. Thế nhưng mà với thị trường Việt Nam thì cũng là cái kinh nghiệm mà học hỏi từ những cái đồng coin khác hoặc là trên thị trường, thì em cũng đã xây dựng một cái nhóm để chúng ta có thể sử dụng cái đồng bot của chúng ta nó rất là hiệu quả. Đó là sử dụng vào cái việc là trao đổi hàng hóa ở trên đó. Cô chú anh chị thấy là trên cái nhóm trao đổi hàng hóa rất là nhiều anh chị cũng đã và đang trao đổi những cái hàng hóa, sản phẩm thiết thực ở trên đó. Ví dụ như sản phẩm về chăm sóc sức khỏe này, mỹ phẩm này, rồi thời trang này, vân vân. Thì cô chú anh chị có thể tham khảo ở trên cái nhóm trao đổi đó. Thì đấy chính là một cái hệ sinh thái mà em tin tưởng là ở thị trường Việt Nam sẽ làm rất là tốt. Là ngoài cái việc là chúng ta trao đổi sang các loại tiền khác thì cô chú anh chị có thể trao đổi hàng hóa với nhau. 10% tiếp theo là 10% dành cho marketing. Thì thưa cô chú anh chị, là không có một cái gì mà không quảng cáo, không marketing mà mọi người lại biết đến. Chính vì như vậy cho nên là với cái Bosswallet này, nhà phát triển người ta cũng xây dựng ra một cái quỹ gọi là quỹ marketing. Thì ở đây nó là 10% để giúp cho cộng đồng trên toàn thế giới biết đến cái ứng dụng ví này, biết đến đồng tiền bot, và cũng là cái chất dẫn, là cái để giúp cho cộng đồng biết đến cái ví Bosswallet thông qua những cái chương trình AirDrop, chương trình tặng đồng bot cho cộng đồng. Đấy, thì cái này nó có ít thôi. Ở thị trường Việt Nam thì trong thời gian vừa rồi em cũng được nhận 1% cái quỹ này, thì cũng cũng giúp cho cô chú anh chị ít nhiều biết đến và được nhận cái quỹ này rồi. 20% tiếp theo trong tổng số 69 triệu đồng này thì nhà phát triển người ta đang để ở trong kho dự trữ, nó chiếm 20%. Thì khi mà thị trường giao dịch mà nó khan hiếm thì cô chú anh chị sẽ thấy là giá của nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Giống như Bitcoin bây giờ nó đang 30 mấy nghìn, 40 mấy nghìn một đồng, có lúc cao điểm nó lên đến 60 mấy nghìn. Phần 10% còn lại chính là 10% dành cho founder, chính là phần trăm dành cho cái đội ngũ phát triển, thì họ chỉ có 10% thôi. Thì cái tài liệu này cô chú anh chị có thể lấy từ những người bạn của mình hoặc là trên nhóm để cô chú anh chị tham khảo và đọc. Ok, em cảm ơn tất cả anh chị đã chú ý lắng nghe cái phần chia sẻ của em buổi tối ngày hôm nay.